thí sinh nào sẽ bước ra đây đầu tiên? Đó chính là người đã mang về điểm cao tuần vừa qua, đó chính là Minh Thảo. Nguyên một bàn đồ ăn, nó rất rất là nhiều món, toàn là những món thôi thích thôi. Không kìm lòng nổi, thực sự là Thảo chỉ muốn ăn ngay một cái miếng pizza. Nhưng mà sau đó Thảo nghĩ lại là chỉ có một khoảnh khắc như thế này thôi, không lẽ là mình không thể nào vượt qua được hay sao? Nghĩ lại cho partner của mình, họ đã cố gắng vì mình như thế nào. Nếu như mà mình ăn cái này thì tuần này mình sẽ bị bước ra khỏi căn nhà này. Chính vì điều đó Thảo không ăn. Tuần này thì Thảo và anh Hải chọn thể loại Broadway là thể loại nhạc kịch. Nó mang tính hài hước với giống cá tính của Thảo hơn. Khi mà tập thì Thảo thấy là từng động tác thì mình đều phải thả hồn vào nó. Anh Hải thì rất là khó về cái chuyện thể hiện từng động tác một. Tuần trước thì Thảo cũng được điểm khá cao, cho nên áp lực bởi vì mình phải làm tốt hơn nữa. Thảo sẽ cố hết sức trong cái tuần này. Mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ và theo dõi Thảo và anh Lâm Vinh Hải trong tuần này nhé. Teach me how to shimmy. You ain't gonna do that. Teach me how to shimmy, shimmy. I can shimmy too. I can holly golly good as you go can, but mama holly golly ain't with it. My little girl likes to wiggle and shake, and that's the only thing that's gonna get it. Or teach me how to shimmy. Xin mời ý kiến đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. À, đây là một bài mở màn rất là tuyệt vời. Wow. Tụi em thể hiện cái câu chuyện là bé khăn đỏ và con sói. Và tụi em cũng phá cái khách một tí xíu. Hình như là khăn đỏ là ăn hiếp con sói đúng không? Thì cái đó là một cái điều rất là hay. Cái hay hơn là cái bài nhạc này là shimmy. Shimmy là mấy cái động tác lắc 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 lắc, và hai em lắc rất là sung và rất là đã. Và anh muốn nói một tí xíu nữa về Thảo. Mỗi tuần anh thấy em đang làm tốt về động tác nhảy múa, nhưng mà trong cái tuần này anh thấy cái sức mạnh, cái sức khỏe của em nó rất là hay. Vì cái động tác Hải lộn qua cái lưng của em đó, em đứng một cái kiểu gì không có đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà mình phải hỗ trợ Hải trong một cái động tác đó, cái trọng tâm của mình, cái lưng của mình, cái cơ của mình nó phải phát triển. Và em thực sự em đang phát triển. Chúc mừng em. Xin mời ý kiến anh Hoài Linh ạ. Tôi thấy Trần Huy nói vậy là Minh Thảo bắt đầu buồn buồn rồi đó. Nó đặt vào cái trọng tâm rồi, thấy chứng tỏ là khi Lâm Vinh Hải nhảy qua như vậy là cơ thể em đang phát triển. Người ta đang muốn xuống ký mà kêu cơ thể phát triển. Phát triển về cái lực. Dạ. Về cái lực em phải nói rõ ràng là em đang phát triển về cái lực. Thì em nói cái ý của anh là đang phát triển là đang phát triển. Phải không? Ý là đang phát triển về con người. Xin lỗi. Không phải cái ý. Tôi có một lời nói như thế này nè. Các bạn dễ thương lắm, các bạn có biết không? Thật sự thì đối với Lâm Vinh Hải thì tôi khen nó có vẻ bị dư thừa. Ngày hôm nay Thảo và Hải mở màn với một cái bài làm cho anh cảm thấy rất là hưng phấn. Chứ bình thường là anh cái mặt anh nó rầu rĩ dữ lắm. Và tất cả những cái động tác của các em làm đều cuốn hút vào ánh mắt nhìn của anh.
không bỏ sót một chi tiết nào. Dạ. Kể cả cái chi tiết này nữa này Hải, kể cả cái chi tiết em rất lanh là em dừng nhịp chờ Thảo để em vô cho đúng cái lúc mà hai đứa bắt đầu lắc ngay chỗ này mà đứng ngang như vậy nè. À, em liếc ngang Thảo cái xong rồi vô cái là em bắt đầu em mới làm tiếp. Chứng tỏ là tụi em đã làm cho anh lôi cuốn anh và nhìn vào từng cái cử chỉ rất nhỏ của các em. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Với tôi thì các bạn đã biết cách loại bỏ áp lực của người trình diễn đầu tiên một cách rất là chuyên nghiệp. Trang phục rất đẹp, nhạc cảm rất tốt luôn. Thảo vẫn giữ được phong độ tốt, thần thái, khuôn mặt. Một bài dựng thông minh, dí dỏm. Bên cạnh đó một câu chuyện đã được đảo ngược nội dung rất là thú vị, khiến mọi người phải đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Tôi có thể nói rằng là các bạn làm rất tốt và không ai khác chính là Lâm Minh Hải đã đang dần dần đẩy Minh Thảo trở thành một trong những ứng cử viên vô cùng sáng giá và khó nuốt của các đội khác nữa. Và bây giờ là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trôn Huy Trần, xin mời anh. Cái bài này rất là xứng đáng 8 điểm. Quá dữ, mở hàng may mắn. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Tôi ngồi từ bên này, tôi liếc qua bên kia, tôi đọc giùm cho ông Đàm Vĩnh Hưng được không? Mời anh ạ. Mắt tôi đang bị diễn cái diễn thị đó gần, tôi không thấy chứ xa, tôi thấy dữ lắm. Ông ghi một cái điểm đẹp lắm, 8 điểm á. Anh Đàm Vĩnh Hưng, giám khảo mình cho 8 điểm và... Anh Linh cũng đâu có keo kiệt gì đâu, cũng 8 điểm luôn. Vậy là bác anh cũng tin lắm phải không ạ? Như vậy là điểm trung bình của cặp đôi Minh Thảo và Lâm Minh Hải là 8 điểm. Đó chỉ là một nửa chặng đường mà thôi. Bây giờ hãy cùng nhau bước lên cân để xem các bạn đã nỗ lực như thế nào trong tuần vừa qua. Họ nhảy rất là dễ thương, điều đó chứng tỏ là cân nặng đã giảm rất nhiều. Minh Thảo, cân nặng cũ 84,9 cân. Cân nặng tuần này 81,2 cân, giảm 3,7 kg, tương đương 4,4%. Tổng điểm 12,4 điểm. Quá dữ. Vâng, cảm ơn Minh Thảo rất nhiều.